Bên em xin kính chào tất cả quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được một chiếc máy phát điện Hữu Toàn model HG15000SDX. Máy sử dụng động cơ xăng hai máy Honda GX670 24 ngựa. Đầu phát thì đầu phát mẹt của Ý, chạy không chổi than 12 kVA nha quý khách hàng. Máy thiết kế trong thùng cách âm. Dòng này nó phải nặng trên 200 kg. Một thùng này nó phải nặng trên 200 kg. Hàng này là siêu mới luôn. Hàng này thì bên em mới mua thanh lý của ngân hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh nha. Quý khách hàng nào đang quan tâm đến dòng máy phát điện, máy chạy xăng tầm 12 kVA thì liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc. Bên em chuyên thu mua trao đổi tất cả các dòng máy phát điện cũ đã qua sử dụng nha. Hàng mới hàng cũ bên em có đầy đủ, hàng nhật bãi. Quý khách hàng có nhu cầu cứ liên hệ em nha. Miền Bắc bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam thì bên em nằm ở số 140 đường Cộng Hòa, hồ số 69 đường Tân Thới Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cái chiếc Hữu Toàn HG15000SDX này. Hàng siêu VIP luôn nha quý khách hàng. Dòng này hiện tại vẫn được bán mới tại thị trường Việt Nam nha quý khách hàng. Giá đâu đó nó khoảng rơi khoảng trên 80 triệu một chiếc Hữu Toàn HG15000 này. Hàng siêu VIP luôn. Đây, em mở cái phần máy móc bên trong cho quý khách hàng theo dõi. Máy gần như mới. Mua con máy bị rách mất tem này quý khách hàng. Đấy. Tem vẫn còn nha. Hàng cực đẹp luôn. Đây, động cơ đây quý khách hàng. Cụ đề Denso Made in Japan này. Máy móc thì gần như mới luôn. Hàng này cực VIP. Đầu phát này đầu phát mẹt của Ý 12 kVA, hàng chạy không chổi than nha. Đây. 12 kVA quý khách hàng, chạy không chổi than. Rất đẹp luôn. Mút xốp của nó, cách âm của nó này. Đấy. Giá rất là hợp lý luôn nha. Bình xăng này chắc nó chứa khoảng 30 lít quý khách hàng. Đây phần bên này đây quý khách hàng có thể thấy động cơ Honda GX670. Đối với dòng 670 đây nó sẽ thêm cái giải nhiệt dầu bên hông này. Máy gần như mới cứng luôn. Cái phích cắm này. Phích cắm này 32A. Made in Japan. Động cơ gần như là mới cứng, máy gần như là mới cứng luôn. Rất đẹp. Mút xốp cách âm. Máy thiết kế thì một đồng hồ báo A này, một đồng hồ báo vôn. Ổ cắm chịu tải nhá. Ổ khóa đề zin theo máy vẫn còn hai chiếc luôn. Một chiếc dự phòng. Đấy, bình ắc quy hình như vẫn còn này. Quý nhà hàng có nhu cầu liên hệ em nhá. Đấy, theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc luôn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em ạ.